Sụt lún kinh hoàng tại Thốt Nốt, Cần Thơ vào lúc 6 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2024 xảy ra sự việc đất nứt và 6 giờ sáng sụt lún 3 căn nhà hoàn toàn ìn dưới sông tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Trong 3 căn nhà đó có một căn nhà có 4 bé đang ngủ, trong đó có 3 nam và 1 nữ. Thì một thanh niên khuyết tật liều mình lao xuống vực thẳm nơi nguy hiểm để cứu bốn cháu an toàn thoát nơi lưỡi hái của tử thần. Thì người thanh niên đó như thế nào? Mời cô chú anh chị cùng xem hết video này để chúng ta tìm hiểu về người thanh niên khuyết tật có hoàn cảnh rất là đặc biệt sống nơi nghĩa địa. Cô chú anh chị, mời cô chú anh chị cùng xem video nhé. Tay xuống cái nhà đó là nó cái tay nó móc thiết có một tay một mà bư một tay luôn. Nhỏ này thấy hả? Dạ. Ê, vợ ông Minh Đành không thấy con tao con kể cho chú. À, sáng là cái anh mà nó về kìa. Dạ. Dạ, thôi để con lại gặp ảnh cái chú kia nó lại về tới để cho anh kể sự việc coi ảnh nó còn cái gì ở đây nè. Đó kìa. Đây chúng ta sẽ gặp một cái vị anh hùng để cứu bốn đứa bé nơi căn nhà bị sụt lún hoàn toàn, mà lúc đó bốn em đang ngủ ở trong đó vẫn không biết là căn nhà bị sụt lún luôn của chú anh chị. Và nghe nói là anh bị một tay không lành lặn và vẫn bư những tấm thiết ra để mà giải cứu lần lượt bốn đứa em lên trên bờ. Giờ đây thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ xem được người hùng giải cứu bốn em trai ở nơi vị trí sạt lở ở tại căn hộ ở tận đây. Hai người và anh xuống đầu tiên ha. Hai người là anh đi trong xuống đường nào? Đường thẳng đi lại đây. Rồi là anh bưng chỗ nào đâu? Đi đây là anh lấy bún nhỏ rồi. Chắc là bốn đứa đó lúc đó còn nằm trong cái phòng ngủ này ha. Phòng nằm trong phòng. Như anh bị một tay như vậy đó. Rồi thì nghe nói là anh sử dụng có một tay không hả? Lúc đó lúc đó có gì khó khăn không anh? Dạ không. Rồi lúc đó anh dẹp thiết hay sao? Dạ dẹp thiết ra. Dạ. À. Tại vì cái cửa phòng là nó nằm bên hướng đó hả? Dạ, nằm bên kia này mà. Chỗ này bị phá vòng rồi, nó bị phá rồi. Tại nó sập lún xuống rồi nó phất cái dạ. Cửa lại phải không? Phất cửa. Là anh dùng cái tay trái. Dạ. Tay này cào mới bưng cái tấm thiết luôn. Dạ, thiết ra à. Đạp nó ra, dẫn mấy đứa nhỏ nó ra. Dạ. Lúc đó là cửa phòng bị khóa hay sao anh? Dạ, phòng bị gãy số ngoài, gãy chút trong á, không? Gãy chút trong, dạ. Vô không được. Rồi cái khi mà anh tông thiết vô á thì mấy đứa bé đã thức vậy chưa? Thức rồi. Thức rồi ha. Dạ. Mà nó không có tìm đường ra được. Dạ. Xé mùng lấy ra. Xé mùng. Dạ. Trời ơi. Sáng là không có nước ha. Dạ không. Sáng là nước khô, còn bây giờ là nước lết, có nước nhóc nè. Như vậy thì làm sao mà anh biết được bốn đứa bé còn ở dưới đó mà mình giải cứu anh? À, lại kêu lại nhiều bốn đứa cháu ha. Dạ. Ở sớm ha. Cháu rồi cái tay anh sao đâu? Cái gì? Là nó đi làm lúa bị ha. Dạ, nó làm lúa. Cứ động mạnh được không anh? Dạ được. Hơi thôi ha. Trời ơi. Về lúc đó là anh xuống trước ha, còn cái người kia thấy gì mới xuống sau ha. Cái bên luôn á là xuống lục luôn á, anh xuống đó cái này. Mà lúc đó dường như là cái này nó mới có sập lún xuống mới có phân nửa rồi phải không? Dạ. Cứu xong rồi một hồi khoảng vài phút sau nó mới sập lún. Đang đây sập lún nữa, nó sập xuống sâu luôn. Dạ. Từ đây đứng xuống cái mấy nước ở dưới khoảng 2 mét. Lúc đó anh giải cứu mấy đứa bé đó là tinh thần anh lúc đó có sợ sệt gì đâu? Dạ không. Nhưng có sợ nó lún thêm không? Dạ không. Đó là vì cái tinh thần mình muốn cứu người ha. À. Quá tốt. Lúc đó là anh ngồi ở đâu từ xa? Không phải tốt nặng ha. Anh nhìn thấy bắt đầu cái chạy đi lại. Thấy đây quán nặng la lên nó chạy lại. Dạ. Mà anh sử dụng một tay thôi. Lúc đó mấy cái thiết này nó vẫn dính vô cái nhà hay sao? Rồi anh cầm anh cốt ra. Ra cái nó tóc ra miếng rồi nó đạp ra luôn. À. Không sợ tay của mình bị chạy ở đâu luôn. Đã. Vì cứu người. Trời ơi, tấm lòng quá quý. Quá quý luôn. Lúc đó là anh thấy nó sụp lún là sâu xuống rồi ha. Mà khoảng phân nửa cái này ha. Đã. Mà lúc đó tinh thần của anh cũng không có sợ sệt gì hết. Dạ không, nó chưa sụp hết.
Rồi lúc anh đưa mấy bé lên rồi thì nó có sụp thêm nữa không anh? Dạ, sụp lên sạc xuống là đưa lên rồi sạc luôn. Đưa lên rồi sạc luôn. Dạ, sạc ôi ôi. Lúc đó lúc đó chắc giật mình luôn á. Dạ. Đúng rồi, thêm đó là nó sạc luôn á. Dạ. Rồi em nói là anh hoàn cảnh khó khăn nhưng mà anh vì thấy thiên tai như vậy đó thì có thể là anh cứu mấy đứa nhỏ. Rồi gia cảnh anh nghe nói sống ngoài những ngôi mồ mã là có không? Khu Như Tây á. Khu Như Tây á. Khu Như Tây. Trời ơi. Ừ. Rồi anh làm mà, rồi anh làm mà nuôi ai nhà? Nuôi gia đình. Nuôi ai với ai? Mẹ với mấy em nhà. Còn mấy đứa em nữa? Dạ. Cũng sống ở đó luôn hả vậy anh? Mấy đứa em có ở đó không? Dạ. Mấy đứa em thì nó đi làm xa rồi, còn mấy đứa nhà. Hiện tại là anh sống ngoài Như Tây chung với ai? Chung mấy người? Với em với ông hình như bốn người đó vậy. Bốn người. Rồi mấy người kia có đi làm không? Mấy người em dạ. Có anh? Có người làm rồi, giờ nó về rồi. Mắc sở nó về rồi. Thất nghiệp luôn. Dạ. Chàng ơi, ngủ ngoài Như Tì nữa ha. Gia gia đình ba tới 8 người con lận. Mà ba gái. Ba gái rồi hai trai còn còn bốn đứa kia là bóng hết. Bóng trai mà thành bóng luôn rồi. Ồ, sao ngộ vậy cô? Bốn đứa bóng hết trơn luôn. Ta hiện giờ đây ở nhà là bóng hết trơn đó, bốn đứa. Dạ. Bây giờ là chủ lực là nhà cái anh này đây đi làm để nuôi. Là bốc vác hay gì? Vác đó, trở về. Rồi anh có một tay một rồi bốc vác được không? Nhìn cái giò nó kìa, cám phụ dính đó. Vậy là đang bốc vác cám ha. Sáng chứ sáng đi làm đó, ra đây nghe rồi mới đi nhà xuống nó cũng. Bởi vậy cũng hạn được mới đi đó, không mà ra khổ đó. Nhà khổ không có cái nhà cầu nhà gì hết trơn luôn á. Trời ơi. Khổ này không có cái nhà ra ngoài đâu người ta. Bây giờ nó không đi nhà anh gần đây không? Có ngoài đây nè mấy đâu anh. Đâu em anh dẫn mấy em đi. Đi. Để cho cắt nhà đó chứ có cái nhà xây luôn. Khi đi ra nhà của ảnh mà quay em quay lại cái gì. Đây là chúng ta sẽ đi ra nhà của cái người hùng. Là sống nơi nghĩa địa của chú anh chị. Đất quan á, ta bỏ đất quan luôn hả cô? Đất quan luôn không có ghê ấy. Dạ. Đất quan á. Đất quan. Ta cho rồi. Ta ở rồi cái đó là như là từ thiện, ta cho cái nhà, ta xin đó, ta cho. Rồi dạ. Còn đâu có mà. Rồi, cuộc sống của ảnh hàng ngày thì như thế nào hả cô? Nó đi vác gạo, nó nuôi mẹ đó, nhà trong nhà. Còn mấy đứa kia thì nó là bấm thùng, nó đi tùm lum, nó lên, đi tội dạ. Nó đi tùm lum như đó. Rồi bà già nó cũng bệnh dài dài, rồi đâu có bá mạnh đâu. Dạ. Ủa đây là mình đi phiêu thẳng khu nghĩa địa hả cô? Dạ. Cái đó là cái quân mà nghĩa địa rồi mấy anh lại thấy gì cho nhà nó tất cả. Vậy là anh có một tay mạnh mà nuôi gia đình luôn hả? Ngoài nó nuôi mẹ xong đó. Dạ. Mấy đứa kia nữa. Ôi ô, khu này cũng thấy màu mã nhiều nè. Cái này đó nhà. Hồi đó nhà ở dãy này kho người ta mua kho cái mấy ra ngoài chừng đó. Dạ. Mấy giờ đi. Đây là ở khu gì đây hả cô? Không có nhà cửa gì chứ mình ai cho chỗ nào ở chỗ nấy gì đó chứ không có nhà. Trời ơi. Tội dữ người ta. Không có chứng minh khai sinh rồi không có nào có hết trơn á. Dạ. Vậy là cũng như là ảnh làm nuôi hết với bốn người luôn rồi. Ờ nhà xa vậy ha. Tú ở ngoài Gò Má mà. Còn ừ, đi chưa tới nữa hả? Thì chưa, mình đi Tú cũng sao nữa. Con cũng tới rồi chưa? Cái hè. Chào mấy con nha. Hello. Hello. Quen quá. Ôi ôi, ra tuốt hè luôn rồi. Hello. Đây cũng rất là xa nha. Nó nhà đó. Nhà này cũng từ thiện cắt cho anh ha. Dạ. Ôi. Đây. Nhà này thấy cũng tốt rồi. Nhà này cũng từ thiện. Dạ, từ thiện. Từ thiện mà mình sống vậy cũng được rồi. Ừ. Ê, trời đại. Ơi, chào. Chị thấy không à? Chị chào mấy chị nha. Mấy chị hay like. Ơi, mấy chị hay like không à? Thôi quay đi má ơi. Nó em có làm gì đâu, thất nghiệp. Ủa, em hả chị quên nè. Mày lớn hay nhỏ? Nhỏ nhỏ nha. Nằm ở trò nè, mới trò. Nhà cô người Hùng nè.
Khó khăn sống ngoài khu Nhị Tỳ. Ở đây là ngày xưa là khu Nhị Tỳ. Thấy có một số người mộ phía trước luôn. Đây là đất quan không, mã không. Ở đây là nói chung là cái nhà bây giờ ở dưới này cũng mã không. Người ta lấy lại cốt mã đất. Vậy là hiện tại mình ở cũng vẫn trên những cái ngôi mộ ngày xưa. Đúng rồi, ngày xưa đó. Đất tôi cũng như là đất quan. Rồi cái ai chết thì chôn vô mình lâu ngày nó liếp lại trơn vậy đó. Xưa thì bắt đá thì còn xuống cái đất đi kìa. Rồi anh làm là nuôi cô. Dạ. Rồi còn ai nữa nuôi ai nữa? Dạ. Mấy đứa em đó. Mấy đứa em? Thất nghiệp rồi đó vậy. Thất nghiệp. Đi theo đoàn ô tô. Nghiệp giờ về á thì theo đoàn ô tô giờ không có chỗ làm luôn. Mấy em của anh cũng như là đi theo đoàn ô tô để hát kiếm tiền ha, mà thất nghiệp rồi về đây luôn, anh phải làm nuôi luôn. Hai phai đó. Đó, căn nhà này, căn nhà này người ta cho hả? Cho, tự thiện, tự thiện cho. Dạ. Chị mua mà mua tiền mua. Chị tôi bả xuất tiền cho mua dùm nó rồi đặng bằng trả, mà tới giờ còn thiếu bả mà có trả đâu. Có bằng có tiền đâu trả. Ta cho là cái cây không còn thiếu. Sáng anh đi làm mà lúc mấy giờ? Dạ 5 giờ. 5 giờ, 6 giờ rồi. Rồi ra uống nước có chút xíu là thấy tình hình đằng đây là chạy lên liền đó ha. Thoát á, phải đi qua một số con hẻm mới ra tốt rồi sau hè. Bình cảnh nè. Khỏe không con? Quanh này nào mãi không? Nhớ là mã mậu mà. Có người ta cắt nhà, có ta móc mậu rồi. Quan á, người ta cho chấm người cắt. Cắt đại lên nở vậy đi chứ buồn. Nè, nhìn thấy mất mã nè. Không rồi, tôi quên mã bột thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Ở đây là bà khổ nhất. Rồi thì trước tiên em cũng xin chân thành cũng như là cảm phục, cảm mến cái tấm lòng mà không ngại gian khó mà để cứu mấy cháu để ra khỏi một cái căn nhà bị sụp lún như thế. Cái thứ hai nữa thì qua tìm hiểu bà con cô bác tại nơi này đều nói về cái hoàn cảnh của anh cũng khó khăn, thì em cũng đến nhà này cũng thấy được cái điều đó. Thôi em xin gửi cho anh 1.500.000 của chị Thị Dung ở nước Úc với 500.000 của em gái giấu tên ở bên Mỹ để gửi cho anh để có thêm chi phí để lo cho mẹ và cũng như gia đình nha. Dạ, đây cho xin em xin gửi nha. Rồi chúc anh là có nhiều sức khỏe để lo kiếm tiền để lo cho mẹ của mình cũng như là mấy anh chị em. Rồi về nhà mình thấy còn nấu cơm củi hay gì? Dạ, còn anh thấy củi sau lưng em nhóc trơn hả? Củi hả? Không có nấu ấy sao? Dạ, không. Không xài bếp ga gì hả? Dạ, không. Không có tiền đổi ga luôn, rồi nồi cơm điện này là ai cho nè, cho xài rồi. Không có tiền đổi ga. Không, không, không có tiền đổi ga. Nấu củi nè. Nấu mấy cái lò củi như thế này. Không có bếp ga luôn, bếp ga hư luôn rồi. Là hư. Không có tiền đổi ga luôn. Không, không có tiền đổi ga luôn đó. Sáng là bả đi qua bên chợ là bả mua hỏi hết trơn, bả mua thiếu vòng vòng hết trơn luôn, không có tiền á. Thiếu hết trơn vòng bên chợ ăn, luôn. Ăn chết sao? Phải đi mặn về để cho tiền. Chết sao? Ăn gói đầu. Và người ta thấy bả khổ người ta kêu bả mua thì người ta vẫn bán thiếu. Dạ. Yeah. Nào tao bán còn có cho, nó là ngay đẳng chợ tao cho anh. Lại là bà tám là ta kêu bả mua đi là ta bán thiếu không, nên chứ bả đâu có tiền đâu rồi mới. Rồi nhà bữa đó mấy bà kia lại đầu tiền của nó bao có tiền nó thiếu gì cô chết trả cho. Rồi vậy thôi, vậy em cũng biết được cái sự việc rồi, cũng gửi anh trợ giúp nhiều ha. Chúc anh với gia đình nhiều sức khỏe nha. Không tin sập luôn hả? Chụp cái hình đưa cho nó coi, gửi qua cho nó coi biết liền gì vậy. Trời quá, tôi mà một bữa là tôi ra tôi ngồi đây là sáng sớm là tôi ra tôi ngồi đó, mà hên bữa nay tôi không ra. Sớm là chú không ngồi đây ha. Trời ơi, do dọn dẹp chẳng cần nghe cái ầm rồi mới ra chứ. Không ơi là tụi tôi là ngồi cái băng này không à. Phải ngồi là sụp xong luôn rồi. Chết mẹ tôi luôn đó, mình không mắt mờ mờ với dò cẳng mình yếu đó. Dạ. Rồi ra, ông biết sao ra đây có cái kệ ngồi mát rồi nó mấy nhỏ nó bắn bánh nè, ngồi chơi đó mát. Dạ. Đủ ai về đâu vụ này. Hồi sáng tiếng động lớn không chú? Lớn à. Rung rinh đất không? Không, rung rinh mà ngày ba cái này nó sập tới ngoài hè còn ngang quá. Nó giật ton đấy hả, tại ton nó vô trong cái đà trên đó. Tập cái gắt ầm cái là xong đó hả? Là xong đó. Dạ.
cái một gì đó, cái một à. Trời nhà ta mới cắt sữa bao bữa nay luôn, thằng nó sập. Ai tính? Ai đâu ngờ vụ này. Nhà mới sửa lại không tin là sập nữa hả? Mà mấy ông có tin ông đủ mẹ mình tính mình ở đây đâu có vụ này đâu. Dạ đúng rồi. Hồi đó giờ ở đây là mới có bị tình trạng này thôi chứ hồi đó giờ đâu có vụ này. Hồi đó là giờ chưa từng có luôn hả chú? Không có, ở đây không có vụ này rồi. Dạ. Trời ơi, tụi tôi sáng là tụi tôi ngồi xuống nói chuyện. Bữa nay sao mà ra chợ? Ông có chuyện gì ra không biết. Mà sao bữa nay tôi ngồi trong nhà mà. Ra nói là nói ông Tám phải ông ra là một bữa là lúc mất tiêu rồi khỏi lên luôn. Mà mỗi bữa ông đi ngang là ổng nè. Sáng hôm nay nè, ổng đậm nè. 6 giờ mấy à? 6 giờ mấy à? Ừ, có 6 giờ mấy à? 6 giờ mấy à? Thì trong nhà tôi mới vô nè, coi nghe cái sạc ầm nó bắt đầu rồi ha. Là tôi chạy ra là tôi nói trời ơi chết mẹ, ba đứa nhỏ còn ngủ chứ á. Với phần bà biết sao không? Trong nhà nhờ có mấy gói mì với mấy bịch cháo. Tôi bắt đầu ông đậm mà ông nói chuyện bắt đầu ông nhiều cái tông chạy nó ngỡ. Hồi sớm nghe kia bà kia cô kia nói là nghe rất gắt tụi mưa đá vậy. Thì mình đâu nghĩ cái chuyện mày này đâu. Nghe cái ông ở trong nhà mình thấy ông ở dưới đứa bé ông thấy không? Anh đứa bé đó. Ừ, thằng bé đó. Nhà thằng bé đó, chú Dạo nói là nó thẳng ông là tính mà miễn dầu cho nó sụp nó lỡ đi là chỉ là tôi nói là chỉ là có cái nhà con nhỏ thôi. Nhà ông Huệ. Không, nhà ông Huệ chưa dính líu luôn. Có con nhỏ này nó nằm cu kia đằng này là ngay chỗ này là nó sụp là tôi nói là có chỉ là cái của nó thôi. Ai về đâu mà đi hết trơn. Sụp khúc còn vừa. Mà bà biết mày biết sao đi hết không? đi hết là ông cụ nội này nè. Ừ. Cái gừa hả chú? Ừ, một dàn gừa này nè. Ông chạy xuống rồi, ổng ụt gì là ổng kéo đi luôn. Cũng như rễ ha, rễ kéo đi theo. Ừ. Cái gừa nó rễ gốc quá bự luôn, quá to. Quá to. Bởi vì biết sao không, nhờ ông nội này ổng mát này lại đây ngồi. Thì nhờ có cái gừa mát cái lại nó ngồi. Chạy dưới đây ông không có ra sớm. Không có ra sớm. Không, không mày biết không, nhờ có cái thùng mì nó cho với mấy thùng cháo. Bán xôi, nhỏ bán xôi, tao canh này 6 giờ 7 giờ nó về lại đây bán nè. Dạ. Sao mấy giờ rồi? Nhỏ bán xôi vậy. Tôi chậm viên 2 sáng họ tối không ngủ sao vậy? À tôi ngồi là đó là dính bon luôn. Hết hồn. Cứu con. Kêu cứu hả? Cứu la, ông chồng đâu la nổi rồi từ nhào xuống gì đó rồi cứu. Khóc. Cái nhà sập hết trơn. Nhỏ nó sập hết trơn này ngà đâu đúng có dớ. Đúng có dớ trơn. Con kêu cứu hay gì? Kêu cứu không? Có kêu con năm cứu không? Kêu làm sao đâu? Con kêu làm sao? Kêu làm sao đâu? Cứu con hả? Trời ơi, con khóc không? Dễ con có khóc không? Có khóc không? Sợ quýnh quán hết trơn. Bé kêu cứu con. Vậy ai cứu con hả? Ai bọc con lên? Anh Dũng không? Chú Dũng không? Mấy chú hỏi ở đây là có một miếu, ừ miếu đây này xài lên đó rồi. Dũng anh Dũng là ẩm phải không? Đúng rồi. Cái Dũng nào? Dũng mạnh hả? Chuyện chơi quay. Đó bà, lúc đó mạnh anh đi. Vậy con với ai ngủ? Con với ai ngủ chứ? Ừ? Con anh Thiện anh Nhân ngủ 3-4 người thì nãy hỏi ngủ đó sập xuống rồi nó thấy nghe cái gác thử đồ mà bàn cũng đó đứng đây cái bàn dụng hả rồi ai ngồi làm bàn xuống rồi nghiêng xuống thì cái tủ ấy cái thằng điện nó đỡ lấy tay đỡ lại cho mấy đứa đó cái nhà kia là đè Nhân mà đè Nhân tủ ngủ đó, đỡ qua đúng cây nó nhỏ sao à. Với lại trước đó có tủ đè lên mấy cháu nữa hả anh? Có tủ đè nữa. Có tủ đè lên nữa. Dạ bàn nó xanh đó hả? Đè nó xanh nhỏ đó. Dạ không có xanh á. Tủ đồ đó, tủ bằng nhẹ đó phải nặng là đẹp. Tủ bằng ấy ha, bê ca rồi ha. Nó nguyên một tủ đồ đó đè lên á. Dạ. Chứ gặp một phải mà tủ nặng ấy rồi anh kia mệt à. Dạ. Rồi con cảm ơn. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Nó đâu có được. Bữa mà nhìn chỗ không có nhìn. Ông Năm đắng một kè nhìn nó sâu vô kè. Rồi đây chúng ta nhìn lại cái vị trí mà nơi sụp đúng của chú anh chị. Và nơi đây nè là những cái bực khẩm ha. Rất là nhiều luôn nè cô chú. Để em nghiêng màn hình xuống cho cô chú xem nha. Đây là những cái bậc khẩm nè. Nó có thể sụp lún tiếp đó cô chú. Rất là nguy hiểm nha. Và hiện tại thì đá nơi đây á, đất nơi đây á
còn rất là mềm luôn nè, và nguy cơ sụt lún chẳng còn xảy ra ở tại nơi đây nha. Đây là ba căn nhà mà chúng ta đang xem ở đây. Cái này nước lớn lên nè, những đồ đạc trong nhà đang trôi ra của chúng chị, và tôn và thiết nè đang ở đây luôn nè. Rồi đây nè, sóng đánh mà những căn nhà kia cọt kẹt luôn nè của chú anh chị. Đó. Quá tội luôn. Đây là con nít nè. Đường nứt của chú anh chị. Và đây là những cái bậc đất ở cặp mé lộ nè, đang nứt nẻ ra và đang chuẩn bị rơi xuống nước này của chú anh chị. Đó, sóng đánh gặp gần ở nhà luôn. Quá tội. Đó, của chú anh chị nhìn lại ha. Dạ, và đến đây thì em cũng xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video ạ. Em chúc cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều vui vẻ trong những cái video mà em đã đăng tải gửi đến quý cô chú anh chị nhé. Mặt màn đó sạch.